Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra con số thống kê thiệt hại về người ở các tỉnh tính đến 13 giờ ngày hôm nay mùng 10 tháng 9. Đã có 146 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 82 người thiệt mạng, 64 người mất tích sau bão số 3 Yagi. Cụ thể, ở Cao Bằng, 55 người thiệt mạng và mất tích tại huyện Bảo Lạc, trong đó có 19 người thiệt mạng và 36 người mất tích. Ở Lào Cai, 30 người thiệt mạng và mất tích, trong đó có 19 người thiệt mạng và 11 người mất tích, gồm Sapa 8 người, Bát Sát 10 người, Simacai 4 người, Bắc Hà 6 người và Văn Bàn 2 người. Ở tỉnh Yên Bái, 28 người thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất, trong đó có 22 người thiệt mạng và 6 người mất tích, gồm huyện Lục Yên 13 người, thành phố Yên Bái 14 người và Văn Chấn 1 người. Ở tỉnh Quảng Ninh, 9 người thiệt mạng và mất tích do bão là 8 người, lũ cuốn đi 1 người. Ở Hải Phòng có 2 người thiệt mạng. Ở Hải Dương có 1 người thiệt mạng do bão. Ở Hà Nội có 1 người thiệt mạng do bão. Ở Hòa Bình có 4 người thiệt mạng do sạt lở đất. Ở Lạng Sơn có 2 người thiệt mạng do lũ cuốn sạt lở đất. Ở Bắc Giang có 1 người thiệt mạng do lũ cuốn. Ở Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn. Ở Hà Giang có 2 người thiệt mạng và mất tích, trong đó có 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Ở Phú Thọ có 8 người thiệt mạng, sự cố sập cầu Phong Châu. Số liệu thiệt hại được cập nhật thêm của Cao Bằng và Yên Bái. Sáng ngày 10 tháng 9, trên địa bàn thành phố Yên Bái, thời tiết vẫn tiếp tục có mưa. Nước trên sông Thao, sông Hồng vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng. Theo ghi nhận tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhiều người dân địa phương cho biết do mưa lớn xối xả kéo dài, mực nước tại các tuyến đường đêm mùng 9 tháng 9 đã dâng cao gần 2 mét so với chiều cùng ngày. Đến thời điểm 10 giờ sáng nay ngày mùng 10 tháng 9, nước trên sông Thao vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng, cao hơn đỉnh lũ năm 1968 khoảng 1,1 mét. Trận mưa quá lớn kéo dài này khiến nước trên đường Điện Biên, Ngô Minh Loan, Yên Ninh, thành phố Yên Bái dâng cao ngập cả vào nhà dân. Lực lượng chức năng như quân đội, công an, chính quyền địa phương cứu trợ đêm thứ hai ở khu vực nước ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Do nhiều nơi ngập sâu, toàn bộ thành phố Yên Bái mất điện, hệ thống Internet và sóng điện thoại bị đứt đoạn. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm. Tại Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Về hạ tầng giao thông, quốc lộ 32 sạt lở 93 vị trí, quốc lộ 37 và quốc lộ 2D và nhiều tuyến đường tỉnh khác cũng bị sạt lở ta luy, nước dâng gây tắc đường kéo dài. Rạng sáng ngày 10 tháng 9, tại thôn Dạ Hai, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, gây hư hại tài sản và sập nhà cửa. Rất may, 10 hộ dân với 45 nhân khẩu tại đây đã thoát nạn do đã được lực lượng công an và chính quyền xã di rời từ đêm hôm trước. Hiện tại, thôn Dạ Hai, xã Cam Đường có khoảng 20 điểm sạt lở lớn. Công an thành phố Lào Cai tiếp tục phối hợp với chính quyền đưa người dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại vì người do chủ quan. Do đất đồi đã bị ngấm nước nhiều ngày, nên rạng sáng ngày 10 tháng 9 đã xảy ra sạt lở đất tại một số tuyến đường thuộc địa bàn xã Phường, Bắc Cường, Nam Cường, xã Cam Đường, làm hư hỏng một phần nhà dân. Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tới nơi an toàn phòng chống sạt lở đất. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và mực nước về hồ thủy điện Tuyên Quang tăng cao, Tuyên Quang đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ. Hiện tại, mực nước trên các sông của Tuyên Quang đạt mức báo động 3. Thời điểm này, mưa lớn vẫn kéo dài, 6 trên 6 huyện thành phố của tỉnh đều bị ngập lụt nặng. Việc lưu thông giữa các địa phương trong tỉnh bị gián đoạn. Từ ngày 9 tháng 9, 8 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang đã được mở. Đây là lần đầu tiên tất cả các cửa xả đáy của hồ thủy điện này được mở đồng loạt trong 20 năm qua, kể từ ngày nhà máy thủy điện này đi vào vận hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan đơn vị chỉ đạo các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ.
các cơ quan, đơn vị rà soát đảm bảo thực hiện an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi. Tuyệt đối không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan chức năng di rời sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, ngập lụt, đặc biệt đối với các vị trí đã xảy ra sạt lở. Cụ thể, những dân cư sống tại tổ dân phố Vĩnh Hưng, Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, khu dân cư thôn Đáo Khao, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn. Bên cạnh việc sơ tán, lực lượng chức năng cũng được bố trí để kiểm soát và hướng dẫn giao thông qua các khu vực ngập lụt sạt lở. Việc này nhằm ngăn chặn người và phương tiện đi qua những nơi không đảm bảo an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai đã lập, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo an toàn giao thông qua các ngầm tràn, các tuyến đường huyện quản lý và các khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước nguy cơ có thể vỡ đê đột ngột, tỉnh Thái Bình yêu cầu tăng cường canh gác đê, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến hư hỏng của đê kè cống do lũ gây ra, kiên quyết giải phóng các bãi vật liệu hàng hóa ở bãi sông gây cản trở thoát lũ, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, hoa màu, hàng hóa và tài sản ngoài bãi sông, các công trình đang thi công trên sông, ven sông. Tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu tuần tra đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê kè ngay từ đầu giờ. Di chuyển ngay toàn bộ vật tư, phương tiện, thiết bị, tài sản khác ngoài bãi sông, trên sông để đảm bảo an toàn. Giải tỏa các bến bãi, vật liệu xây dựng, kinh doanh than, đóng tàu, các vật cản khác ngoài bãi sông để đảm bảo thoát lũ sông. Sau sự cố sập cầu ở Phú Thọ, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành tăng cường khắc phục hậu quả mưa bão số 3, trong đó yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát các cầu vượt sông và cấm xe đi qua các cầu yếu. Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt các cầu vượt sông trên địa bàn thành phố đang quản lý. Đối với các cầu yếu có nguy cơ bị đổ sập, cần khẩn trương cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu và các biện pháp phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cấm lưu thông. Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn phân luồng phương tiện qua các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 3, nhất là các cầu yếu bị cấm lưu thông nếu có, các vị trí bị úng ngập cục bộ, các vị trí cây xanh bị gãy đổ sau cơn bão số 3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ nội địa, đặc biệt tại các bến khách ngang sông trong mùa mưa bão. Ban An toàn thành phố Hà Nội đề nghị lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông phân luồng hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng của mưa bão số 3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát và có phương án tổ chức giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt tại các vị trí cầu yếu và điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các cầu có nguy cơ bị đổ sập do ảnh hưởng của mưa bão. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.